Ông ơi, ông có biết nói tiếng Việt Nam không? Sao? Cháu muốn Biết là... tiếng Nam. Biết nói. Ui thế ạ. À. Mình đang tiến vào một cái ngôi làng mà nếu như là chỉ nhìn thôi ấy, thì mọi người sẽ nghĩ rằng là đây là một cái ngôi làng ở Bắc Bộ Việt Nam đúng không? À, với lũy tre, với những cái cây cột điện và cái quang cảnh xung quanh ven đường ấy, thì mọi người sẽ nghĩ rằng đây là một cái ngôi làng thuộc Bắc Bộ Việt Nam, nhưng mà không. Hiện tại thì mình đang ở một cái ngôi làng mà thuộc tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Ngày hôm nay thì mình đang trên đường đến Tam Đảo để quay cái cảnh là cuộc sống của những cái người Việt mà sinh sống tại đó, xem cuộc sống hiện tại của họ như thế nào và họ có còn giữ được những cái nét văn hóa truyền thống của Việt Nam chúng ta hay không, họ còn có thể nói được tiếng Việt nhiều hay không. Thì bây giờ mọi người cùng mình lên đường để chúng ta cùng xem là những cái câu trả lời cho những cái câu hỏi mà mình tự đặt ra nhé. Đi qua cái khu vực này thì mình nhận ra rằng là không chỉ là nông thôn của Trung Quốc đâu, mà những cái vùng mà ở Quảng Tây ấy, thì ngay cả những cái chỗ này thì mình không hiểu đây là một cái thị trấn hay là một cái xã xóm gì đó của cái khu vực này, nhưng mà thực sự ấy, thì trông nó không hề khác Việt Nam một chút nào, từ cách bài trí những cái cửa hàng bên cạnh đường đây. Nếu mà những cái dòng chữ ở trên những cái bảng hiệu này là chữ Việt Nam ấy, thì có lẽ là chúng ta sẽ nghĩ rằng đây là Việt Nam. Tuy nhiên ấy, đây lại là Trung Quốc. Thật sự là chả khác cái gì cả. Nếu mà có khác ấy, thì có lẽ là khác về giọng nói thôi, chứ còn tất cả mọi thứ ấy, từ nãy mình đi ấy, thì mình thấy là thực sự là nó rất là Việt Nam luôn ấy, mặc dù là đang ở Trung Quốc. Cách bài trí những cái cửa hàng bán thịt lợn, bán hoa quả đủ thứ, giống như là một cái con phố nào đó ở ở một cái thị trấn nào đó trên cái vùng cao của Việt Nam. Có điều là ở đây thì người ta đi xe điện, những cái chiếc như Việt Nam chúng ta thì phương tiện chủ yếu là xe máy đúng không? Thì ở đây thì mọi người sẽ đi xe điện, những cái con xe điện như mọi người có thể thấy này. Những cái con xe điện thì đi với cái tốc độ tối đa là khoảng 25 km/h thôi. Hiện tại thì mình cũng đang đi một cái chiếc xe điện. Từ đây cho đến cái Tam Đảo ấy, sẽ còn khoảng vài cây số nữa. Đây mọi người thử nhìn những cái cảnh quan. À, mình đã đến một cái ngôi nhà mà hôm nọ mình... Đây là cái ngôi nhà. Đây, ngôi nhà này này. Hôm nọ mình cũng qua đây và mình hết điện. Thế là mình vào xin sạc nhờ cho cái xe này. Và người ta cũng rất là vui vẻ thôi, mặc dù họ là không phải là người Việt, họ là những người Trung Quốc. Và cái khu vực này thì mình cảm nhận được rằng là mọi người cũng rất là thân thiện thôi, cũng giống như bên Việt Nam mình vậy, không khác biệt lắm đâu. Mình sạc xe điện và mình còn có ý là mình sẽ gửi tiền cho họ ấy. Tuy nhiên là họ không lấy, phải nói mãi thì người ta mới cầm cho đấy. Đây là một cái con đường nhỏ bằng bê tông. Thực tế thì mình đang đi đến cái Tam Đảo bằng cái con đường tắt chứ chứ không phải là con đường chính. Đường chính nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đây là mình đi đi đường tắt đấy. Đây, những cái bên này thì mọi người cũng làm đồng ruộng, cũng đội nón lá. Chẳng khác gì Việt Nam. Khác mỗi cái là những cái dòng chữ mà ở dán trên những cái ngôi nhà là chữ Trung Quốc vậy thôi. Và cái nữa là cái có thể là cái cách gọi là thiết kế ngôi nhà. Ở đây cũng có rất là nhiều những cái ngôi nhà tầng nhá, nhà 2 3 tầng rất là nhiều luôn. Những cái vùng quê như vậy thì thực sự mà nhìn ấy thì có khác gì Việt Nam đâu đúng không? Hôm nay thì mình đi một mình, mình đến cái ngôi làng này ấy, là lần thứ hai thôi, và lần đầu tiên ấy thì mình có đi theo một số anh em nữa, thì có người thì người ta rõ cái tiếng Trung hơn mình, cho nên đi cảm thấy nó yên tâm hơn. Còn hôm nay là mình tự đi luôn đấy, mình tự thuê xe và mình tự tự phi thôi. À đây mọi người nhìn cái xe này đi, đây là một cái xe có biển màu xanh lá cây, có những cái biển xanh dương ấy, là những cái biển mà có lẽ là mọi người ở bên Việt Nam ấy, nó sẽ là xe công vụ đúng không, xe của những cái cơ quan nhà nước. Còn ở bên Trung Quốc ấy, là xe của những cái người dân đấy. Còn cái màu xanh lá cây ấy, là xe mà nó là xe điện, có nghĩa là nó đăng ký cho xe điện luôn ấy.
thực tế thì những cái con xe đây, ở đây à, đây là một chiếc xe Toyota. Bên này thì chủ yếu là mọi người đi xe điện thôi. Đa phần nhất là những cái phương tiện như kiểu là xe máy này, này, xe là xe máy điện này. Còn ô tô thì họ cũng đi nhiều cái hãng khác nhau lắm nhé. Họ đi, mình nhận thấy là họ đi rất là nhiều Toyota, Lexus. Cái đoạn đường này thật sự là rất đẹp. Khi mà đến cái đoạn đường này ấy, mình có một cái cảm nhận, đấy là giống như là mình được về quê ấy, thật sự luôn. Tại vì ở xung quanh đây này cũng là những cái cánh đồng người ta trồng rau lúa thứ, và tuy nhiên là bây giờ thì gạt hết rồi. Đây, một cái cánh đồng như vậy thì trông có khác gì ở Việt Nam không? Không hề khác luôn. Đến đây thì ngửi thấy cái mùi quê hương luôn ấy. Thật sự cái mùi quê hương là cái mùi mà nó khó diễn tả lắm, nhưng mà nó sẽ chắc là nó sẽ là cái mùi của cỏ cây, của những cái bụi cỏ ven đường, của những cái cây lúa, đúng không? Của cây xanh. Cái này thì những ai mà sinh ra ở quê thì có lẽ là mọi người sẽ cảm nhận rõ nhất. Bên này thì người ta có những cái ao nuôi tôm ấy, chắc là tôm. Ở đây thì có cái là đây, nhìn cái hệ thống camera này, dù là đường làng thôi nhưng mà rất là nhiều những cái cột camera. Ở bên này người ta chấm điểm công dân ấy. Ồ, còn trong kia không biết là gì đây. Trong kia không biết là họ nuôi cái con gì hay là trồng cái cây gì. Một cái con đường bê tông. Cái con đường này thì không phải là con đường chính để dẫn đến cái ba cái ngôi làng đó. Tuy nhiên là mình thích đi vào đây để cảm nhận cái hương vị của quê hương. Đường này rất là vắng nhá. Mọi người thì cứ sợ là đi Trung Quốc bị bắt cóc này kia, đúng không? Nhưng mà mình là mình đang gọi là mình cũng đang tự đi và cũng thực ra là cũng chả sợ đâu. Mình còn cảm thấy nó rất là kiểu rất là hồ hởi ấy. Kiểu đúng kiểu đi khám phá. À, mình chuẩn bị lên một cái con đê. Wow, đây lại có một cái cột camera. Wow, cái đoạn đường này thật sự là đẹp đây. Hôm nay thời tiết đẹp. Mấy hôm trước thì trời nó cứ mưa phùn, nhưng mà đến ngày hôm nay thì trời khô rồi và có tí là hừng hừng nắng lên đấy. Trời bây giờ mình cũng cảm thấy là nó ấm hơn cái ngày hôm qua. Mình đang đi trên một cái đê chắn biển. Bên này là biển này. Bên này là biển và xa xa ngoài kia đó chính là cái khu vực trà cổ đấy. Chính là cái khu vực trà cổ của Việt Nam. Đó, nhưng mà có lẽ là mọi người nhìn trên này sẽ không nhận thấy đâu. Ở đây ấy, nếu mà cái lần đầu mình đi ấy, có rất là nhiều những cái đàn hải âu luôn. Nhưng mà hôm nay không hiểu là bọn nó bay đi đâu hết. Hôm đấy mình đi sớm hơn. Cái con đường đê này thật sự là kiểu nó sạch ấy, xong rồi nó trong lành, gần biển. Qua đây cảm giác người nó rất là thoải mái luôn. Đây thì hệ thống camera dày đặc luôn. Mình cứ qua là nó sẽ nháy cho cái. Có lẽ là người ta cái camera nó kiểu nó tự động nó chụp cái khuôn mặt thì phải. Đây, khung cảnh nó đẹp không mọi người? Đấy, mọi người chắc là đi làm về đây. Tầm này là buổi trưa, cũng toàn đội nón lá, thì không hiểu là cái người Việt Nam hay là người Trung Quốc nữa. Ở kia là một cái nơi mà thuyền bè neo đậu rất là nhiều, có lẽ là người ta đi đánh bắt cá tôm, cá tôm này kia. Đây là những cái xe điện của những cái người dân đi làm, những cái ngư dân ấy, chắc là của những cái ngư dân mà đang ở dưới biển để mà đi đánh bắt cá. À đây, mọi người đang ở đây dưới này. À, khi mà mình đến cái khu vực mà neo đậu rất là nhiều tàu thuyền này này, thì mình thấy có một vài cảnh tượng khá là hay. Bây giờ mọi người cùng mình đi xuống dưới này nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới để xem là ở đây mọi người đánh bắt cái con gì là chính. Chắc là cũng là tôm cua cá này kia. Ôi, ở đây có những cái giỏ giống như bên Việt Nam này. À đây, mọi người đang cào hàu. Mình thấy đây những cái vỏ con hàu các thứ. Đây mọi người đội những cái nón lá, nhưng mà wow, rất là nhiều những cái con hàu. Ở đây không biết là có ai biết nói tiếng Việt không. Ôi, con này con gì? Chắc là các cô này toàn người Trung Quốc. Mình thì tiếng Trung nó lại hạn chế, lại không nói được. Các cô người Trung Quốc à? Các cô đang tập trung làm. Đây thì hàu rồi. Nhiều nhở. Thôi mình thì tiếng Trung kém lắm, cho nên là quay cho mọi người xem. Mà mọi người ở đây thì cũng toàn nói tiếng Trung. Khu vực đây là khu vực của bên biển bên Trung Quốc. Kia là một cái xe kia trông có vẻ trông giống một người cảnh sát. Không biết là có phải cảnh sát không, tại vì thấy bộ quần áo với cả là cái đèn ấy. Muốn giao tiếp quá nhưng mà hạn chế về ngôn ngữ cho nên là cũng ngại nói. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục lên đường đến cái vùng Tam Đảo. Ở đấy thì sẽ có nhiều những cái người
có thể nói được tiếng Việt ấy, thì mình sẽ giao tiếp nó dễ hơn. Cái dọc ven đê này nhá, có rất là nhiều ô tô đây, kể cả bên trên đường với cả bên dưới này này. Thì mình đoán là cái ô tô này cũng của những cái người mà ngư dân đến đây làm việc, nghĩa là đời sống của họ cũng khá là tốt đấy. Rất là nhiều xe ô tô như vậy. Xa xa ngoài kia thì chính là cái khu vực trà cổ của Việt Nam. Mình vẫn đang ở trên cái con đường đê này. Tiếc quá là cái trình độ tiếng Trung của mình nó chỉ mới là cái trình độ mà HSK tầm 3 tuổi thôi. Cho nên là muốn giao tiếp với mọi người nhiều hơn nhưng mà không biết nói. Ở bên này thì không hiểu là đây có rất là nhiều tấm đèn pin năng lượng mặt trời. Đây được cái là nhiều camera khu vực con đê này nhá. Cái tầm 50 mét là một cái trụ camera luôn. Không hiểu là chụp nhiều thế để làm gì. Mình chắc cũng trong cái danh sách là người ta chụp gọi là nán mặt một cái ngôi biệt thự, không biết là của vị đại gia nào đây. Trước mắt mình ấy thì chính là biển Vạn Vĩ của bên Trung Quốc. Và cái khu vực này này có rất là nhiều những cái người Việt Nam, mọi người qua cái cửa khẩu Móng Cái xong rồi đến Đông Hưng, rồi mọi người đi theo đoàn du lịch ấy, đến đây du lịch cũng khá là nhiều đấy. Thì hôm nay thì mình tiện thì mình sẽ ghé vào đây để mà quay cái quang cảnh xung quanh ở đây cho mọi người xem cái biển này thì nó có cái gì đặc sắc hơn cái biển ở bên trà cổ Móng Cái mình không. Trước tiên là phải tìm chỗ để xe đã. Chắc là cứ vứt linh tinh đây giống mọi người. Đây chính là biển Vạn Vĩ đây. Trời ngày hôm nay nó cũng sáng cho nên là lên hình chắc là sẽ đẹp. Nhưng mà nước biển có vẻ không được sạch lắm. Thấy nó cứ đục đục. Những cái con thuyền ở đây. Đây là một cái biểu tượng của người Kinh đây. Đó, đội nón lá. Đây là một cái biểu tượng mà khi mà đến những cái ngôi làng ở Tam Đảo thì mọi người sẽ bắt gặp những cái biểu tượng này rất là nhiều. Và xa xa kìa có rất là nhiều những cái con thuyền gắn cờ của Trung Quốc. Và mình nghĩ rằng là không biết là mọi người những cái con thuyền này có vẻ là những con thuyền đi đánh bắt hải sản thôi, chứ không phải là những cái con thuyền mà chở khách du lịch ra kiểu như là ra ra giữa biển chơi. Hiện tại là đang 12 giờ rưỡi buổi trưa. Tính giờ Việt Nam, còn giờ Trung Quốc thì sẽ là 1 rưỡi buổi chiều rồi. Nhưng mà thực sự mình nhìn ấy là mình thấy nó cái khu vực biển bên này thực sự là rất là giống bên trà cổ. Bên trà cổ thì cũng có những cái hàng cây nó cũng kiểu kiểu này này. Không khác gì mấy cái cô này cầm biển này có lẽ là người Việt Nam ấy. Thử bước lên trên này xem, đi mua một chai nước. Khát nước quá rồi mọi người ạ. Bên đá này ghi gì đây mọi người? Ai biết tiếng Trung thì comment xuống cho mình nhé. Tìm một cái chai nước gì đó để uống. Toàn thấy bán đồ chiên. Ở đây mọi người vừa đánh bắt được con gì. Cái đồ lưu niệm này. Làm bằng những cái vỏ sò, vỏ ốc này. Trông đẹp mắt. Không có cái cửa hàng nào bán nước mía nhỉ? Khát nước mía thế. Bà này bà vừa hỏi mình cái gì ấy nhưng mà hỏi tiếng Trung mình không biết. Đi dọc loanh quanh đây một tí cho mọi người xem. Cái là mọi người để ý xem, rất là ít rác, sạch sẽ. À, mấy chị này, chị cầm cái biển đỗ xe ở đây. Cửa hàng này bán nhiều nước. Để tiếp tục quay cái quang cảnh xung quanh cái biển Vạn Vĩ này cho mọi người xem. Thì những cái cửa hàng ở đây, đây là những cái cửa hàng bán dép này, những cái đồ chơi trẻ em thì thực tế là nó cũng không khác gì bên biển trà cổ mình đâu. Ở đây có một cái con xe mà gia đình này người ta kiểu xe này là xe giống như kiểu nhà di động. Có vẻ là ở đây thì nó cũng không có cái gì đặc sắc hơn đâu cho nên là mình sẽ quay về và đi đến khu vực làng của người Việt. Ở Trung Quốc thì người ta phát triển những cái hệ thống xe đạp điện, xe máy điện công cộng như vậy. Đi những cái vỉa hè thì chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp những cái con xe kiểu như này. Xong rồi thì chúng ta chỉ cần quét cái mã QR này. Sau đó đây, những cái mã QR như này này. Thì chúng ta chỉ cần quét những cái mã QR này và thanh toán thì cứ thế là lấy xe mà đi thôi. Để ở bất cứ đâu trên cái địa phận của Trung Quốc này là được. Tiếc quá khi mà cái khả năng tiếng Trung của mình nó hạn chế quá. Cho nên là muốn vào giao tiếp với mọi người nhiều hơn nhưng mà ngại kiểu người ta nói mình không hiểu ấy. Bây giờ mình sẽ lại đi một cái địa điểm khác nhá. Đây rồi, có vẻ như là mình đã đến một cái ngôi làng người Việt ở bên Trung Quốc đây rồi.
Tại vì sao? Tại vì ở đây có những cái bức hình, những cái bức hình có những cái trang phục của người Việt. Đây, dòng chữ thì mình lại đọc, mình lại không biết đọc. Tuy nhiên là mình nhận ra bởi vì ở xa xa đây này có cái hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ. Và phụ nữ thì có nón lá này thì chắc chắn là cái khu làng này là khu làng của người Việt rồi. Nón lá, đàn bầu. Còn người đàn ông này sẽ đội một cái khăn, khăn quấn ở trên đầu ấy. Đây, có vẻ như là cầm một cái dụng cụ đây này. Cái dụng cụ này thì đã bị gãy cho nên là nó rơi xuống đây. Cái dụng cụ đánh bắt cá. Đấy, còn đây là một cái đàn tranh à. Đàn tranh nhỉ. Đấy, đội nón lá như vậy. Không biết là làng này là làng gì trong ba cái ngôi làng Sơn Tâm, Vạn Vĩ hay là Vu Đầu đây. Có lẽ đây là làng Sơn Tâm, mình đoán như vậy. Thử hỏi mấy cái đứa trẻ con đang ngồi ở đây nhé, xem đây là làng gì nhé. Ở đây thì có một cái ngôi đền à đâu. Đây, một cái cây đa này. Một cái cây đa rất là lớn này, một cái cây đa rất là to này. Mà có phải cây đa không nhỉ? Đây, đằng trước đây. Một cái cây rất là lớn. Và đây cũng là một cây rất to. Nhưng cây này là cây gì? Cây si à? Cây đa giếng nước Sơn Đình. Ở đây có một cái miếu này. Có một cái miếu. Đó. Trong này lại có một cái cây đa nữa. Wow, ở đây có mấy cái cây. Mấy cái cây kiểu rất là lâu năm. Không hiểu đúng là cây đa không? Chắc là cây đa. À, có hai cái miếu ở hai cái bên cái ngôi đình này. Mình thì mình lại không vào. Bây giờ người ta đang khóa cửa bên ngoài rồi, cho nên là không thể nào mà vào trong được để mà xem là bên trong có cái gì. Phía trước thì lại có một hai bên đây, một cái ao ở đây, bên kia một cái nữa. Đó. Còn có cái giếng không? Nếu có cái giếng nữa thì trong này không biết là gì. Trong này chắc cũng là nhà dân thôi. À, đây có một chữ, à, không phải chữ Việt Nam, chữ phiên âm thôi. Mà mình thì mình lại không biết đọc. Chuân chi cung nhi sư ye chai chân chiang pu siang mu. Là cái gì? Không hiểu luôn. À, mình sẽ quay lại phía bên ngoài này. Wow, đây có một cái ngôi nhà rất là đẹp đây. Nhà này thì chắc chắn là nhà dân và nhà này thì ai đó rất là giàu có đây. Cái cổng thôi nhìn đã rất là bề thế rồi. Tiếc là cái ngôi đền này hiện tại đang khóa cửa bên ngoài. Ngôi đình chứ, đình làng. Trong này có một cái ngôi nhà trông rất là cổ ấy, kiểu rất cổ ấy. Phía trước nhà lại có cả một đàn gà nữa. Ui, mấy con gà ở đây to thế. Cái nhà ấy lợp ngói nhưng mà cái ngói này thì cũng không phải ngói âm dương đâu nhỉ. Thôi mình lại vòng ra đây. Mình thử hỏi mấy cái đứa nhỏ xem là đây là làng gì. Xong thử hỏi xem mấy đứa này biết tiếng Việt không. Nhưng mà nhìn mặt này chắc là không biết đâu. Nhìn mặt này Trung Quốc lắm. Nhìn mặt chắc chắn là chưa lấy treo bình thường. Hà thịnh. Hà thịnh. Có ai biết nói tiếng Việt không? Việt Nam. Tiếng Việt Nam. Có ai biết nói tiếng Việt không? Thình thình bút tùng à? Treo sẩn mơ này. Chưa lấy. Hà thỉnh. Các bạn này thì cũng không hiểu cái ngôn ngữ của mình nói. Mình thì cũng không hiểu mọi người nói Hà Thỉnh là cái gì. Nhưng mà chắc chắn đây là một cái ngôi làng của người Việt đấy. Bởi vì ở đây có những cái hình ảnh này thì chắc chắn là những cái hình ảnh mà phải là của người Việt, Việt Nam. Đấy. Còn cái bọn trẻ con này thì đây lại gặp mấy đứa bé. Ni hao. À, ni men. Chưa lấy chai, chào sẩn mơ. Chưa lấy à? Hà Thịnh. À, Hà Thịnh. Hà Thịnh à? Hà Thịnh là gì? Có ai biết nói tiếng Việt Nam không? Việt Nam à?
Như gì vậy? Chắc là không ai biết. Chắc là không, các bạn này nó nhỏ quá. Hình một quả lựu này. Không hiểu sao lại hình quả lựu ở đây nhỉ? Quả lựu thì có ý nghĩa gì nhỉ? Còn đây là cái kiểu mà cái giống như kiểu cái trống đồng ấy, bên dưới ấy. Nhưng mà quả lựu này thì mình lại không hiểu lắm. Quả lựu có ý nghĩa gì trong cái văn hóa nhỉ? Mọi người có ai biết không? Có ai biết thì mọi người comment xuống bên dưới cho mình nhé. Ý nghĩa của quả lựu. Cái khung giờ này sao ở đây vắng vẻ vậy nhỉ? Mọi người đi đâu hết rồi? Toàn là trẻ con thôi. Chắc là mình sẽ đi đến một ngôi làng khác vậy. Mình vẫn đang ở trong cái ngôi làng lúc nãy à. Tuy nhiên là có cái đoạn đường này trông kiểu khá là hút mắt, cho nên là mình muốn đi thử vào bên trong xem nó có gì lạ không. Nhìn những cái bờ tường như này thì giống bên Việt Nam nhở? Trông chả khác gì. Hiểu không? Hay là mình thử vào hỏi hai người, hai ông bà này, hai người đàn ông này xem là đây là ngôi làng gì. Mình thấy hai bác này. Như nào? Ông ơi, ông có biết nói tiếng Việt Nam không? Sao? Cháu muốn là... À, biết nói. Ui thế ạ. Cháu đang đi tham quan xung quanh cái làng này. Mà... Ở Việt Nam ở đâu đến này đây? Ôi, thế cháu vào ngồi đây chơi với ông một tí. Không? Vâng, vâng. Uầy. Cái làng này gọi là làng gì vậy ông? Là Vạn Mỹ. Đây là Vạn Mỹ ạ? Vâng. Ôi thế ạ? Cháu tưởng đây là Sơn Tâm hay gì chứ? Không, Sơn Tâm là dạng đây đi cơ. Sơn Tâm là ở chỗ khác ạ? Ừ. Cũng gần đây không? Ừ, bác. Có mười mấy cây số nữa. Vâng. Cháu ơi. Này phải dạ. Vào Măng Cưa mười mấy cây số nữa. Vâng. Nó vào phố Giam Đình rồi nó mới đi đông lít nó phải chứ. Vâng. Cháu sang đây tham quan xong quay cái văn hóa xung quanh đây. Xem mà mọi người bây giờ như nào. Ông là sống ở đây chắc là lâu rồi đúng không ạ? Đây là 9 đời đó. Ui đã 9 đời rồi nhưng mà ông nói tiếng Việt các thứ vẫn. Cháu để ông ăn cơm chưa? Ông với anh ăn cơm nhá. Dạ. Vâng. Ôi, thế là nhà anh ở đây luôn ạ. Nhà mình ở đây luôn ạ. Vâng. Thế là gọi là cháu. Dạ, dạ. Đã 9 đời rồi. 9 đời ạ. Vâng. Ôi, 9 đời thì lâu lắm rồi, cũng mấy tính ra là bao nhiêu năm. Thế cha ông của tôi ở Đồ Sơn cơ. Vâng. À, Đồ Sơn luôn ạ. Vâng. Ở ngay khu vực Đồ Sơn luôn ạ? Hay là... Đồ Sơn ấy làm trước kia, cụ tổ làm biến cơ. Vâng. À, mà ông có hay về bên kia không? Tại vì ông nói không, cháu thấy không về bên kia đâu. À thế ạ. Trước khi chống Mỹ tôi đi Việt Nam mấy 4 năm rồi. Vâng, vâng. Dạ. Sáu năm ở vâng. Chống Mỹ đấy. Dạ, làng này là làng Vạn Mỹ. À, vâng. Đây là trà gì nhỉ? Trà Việt Nam. Dạ. Đấy. Trà Việt Nam ạ. Ôi, trà Thái Nguyên ạ. Ôi thế ạ. Em xin. Ông uống nước. Ông uống đâu. Dạ, dạ. Anh uống nước, em có này. Tôi uống chè đỏ. Dạ. Làng Vạn Mỹ ở đây thì mọi người làm chủ yếu là công việc gì vậy ông? Ở đây làm biển không? Làm biển ạ, chủ yếu là đi đánh bắt. Đánh cá. Vâng, đánh cá. Đánh cá không? Dạ. Trước kia làm ruộng, bây giờ không làm ruộng à? Ôi, ở đây cũng có ruộng các thứ. Không làm ruộng nữa. Vâng. Nó đắp làm ấy là nuôi cá rồi. Vâng. À. Đắp ao nuôi cá này. Nuôi cá thì... Nuôi cá nuôi tôm này. Vâng. Nuôi thôi chứ không phải là mình đi đánh bắt à? Không, đi ra biển à? Nó nuôi đó. À, được. Chủ yếu là cá với tôm thôi không nhỉ? Vâng. À. Đều làm rất... nuôi tôm nuôi cá rồi. Vâng. Chắc là anh cũng buôn bán nhé. Chứ còn không, tại vì không làm cái gì đâu. Đấy thì nước nó lại có lương cho ăn rồi không. Ôi, cần ở bên này cũng có người ta trợ cấp à ông? Rồi, bên chính phủ á? Cho lương một tháng có lương chứ.
Có nghĩa là với cái người người già đấy hay là như nào, hay là người ai già, cũng được? người già thì 80 tuổi trở lên thì nó có 300 đồng một tháng. 300 đồng một tháng à. Người già đấy với bên dưới. Vâng. Nhưng mà cái người già với 60 tuổi mà đi nó lại có khác. À, 60 tuổi lại một cái lương khác. Mà nó lại một lương thì là dạ. Là mức khác. Thế còn những cái người mà ví dụ không không đi làm các thứ thì có không được đi làm, không? Nó lại đi làm, của nó sẽ thanh niên nó đi làm tiền chứ. Vâng. Nhưng mà ở đây thì mọi người đi làm thì chắc cũng chủ yếu là đi biển đấy, đúng không? Hay là có đi xa đi, làm đi, việc thì cắm ô ở biển. À. Còn ở đây là toàn là cắm ô thôi. Cắm ô. Cắm ô với đồ ô, đồ đồ khác rồi. Cắm ô là như biển đây. À. Ở ngoài biển cát đây. Nó làm quán ăn. À làm quán ăn. À vâng vâng vâng, quán ăn. Cứ đóng mạng đồ là cái người khác đến chơi vậy đó, đi ra biển chơi vậy đó. Vâng. Làm mỏng làm bè đấy, du lịch. À làm du lịch các thứ. Du lịch. Vâng. Dạ. Nhưng mà toàn này nó không làm vườn, không làm ruộng, không làm vườn, làm ruộng gì đâu. Vâng vâng. Thế ở đây là đa phần toàn là những cái người Việt không, hay là có cả những cái người dân tộc khác? Là người Việt thôi. Toàn xung quanh toàn người Việt hết ạ. Đây cho đây 11 dạ. 12 đội cho đến 12 đội cũng là người Việt. Vâng. Thế mà 18 mà giờ xuống thì dưới kia nó lại có lồn lấn. Vâng. Nó có người Hán. Ừ. Nó có người Việt. Có người Hán các thứ mà. Thế học sinh ở đây là học tiếng ấy, có tiếng Việt đúng không? Trong trong cái nhà trường ấy. Nó cũng học tiếng Việt. À. Thì trung học nó học tiếng Việt về. Trung học là học tiếng Việt luôn. À, lớp 9 mà giờ lên nhà. Học tiếng Việt. Không á, học lớp tiếng 9. Anh rồi đấy. Vâng. Lớp 9 giờ lớp 12 rồi. Nhưng mà học là tiếng Việt để tiếng tiếng Hoa, tiếng phổ thông về. Vâng. À, tiếng Hoa, tiếng phổ thông. Ừ. Thế là tiếng Việt nó có hình như là môn bắt buộc gì không? Hay là kiểu người ta chọn thôi? Chắc là chọn thôi chứ nhỉ? Thế là nó có thầy giáo, nó có ấy ra. Chắc là tôi ở 4 năm ở tỉnh Hà Giang thôi. Ui, trước ông 4 năm ở Hà Giang, chắc là cái hồi chiến tranh đúng không? Vâng, chiến tranh. Chiến tranh thì 4 thế năm Hà Giang, mà. Với Tuyên Quang. Vâng. Với Yên Bái. Dạ. Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái. Vâng. Cái khu Tây Bắc ấy. Tây Bắc ấy. Vâng. Với Điện Biên Phủ. Vâng. À, thì 4 năm đi chiến tranh trên đây. Mà. Để nhiều cá tốt ở. Nhiều cá tốt ở. Có 12 họ đến đây mà. Vâng. 12 họ. Ở đây có ngày truyền thống ngày gì truyền không? Truyền thống mà ngày tháng 6 cơ. Tháng 6 âm lịch á. Mùng 9 tháng 6. À, mùng 9 tháng 6. Tháng 6 là đình đám. Vâng. Đình đám ạ, cũng ở khu vực này luôn đây, không? Đây, ngay ngay đây, chỗ này luôn ạ. Đình cái đình to này ạ. Vâng vâng. À. Ngay ngay cái đình to này. Ăn chơi 7 ngày cơ. Ăn chơi 7 ngày. Đến rằm cơ, 19 vâng. Đến 15 cơ. Dạ dạ. Chơi cơ. Vâng. 56 cơ. Vâng. Nhưng ông chắc cũng có người nhà bên Việt Nam nhiều chứ, nhưng cái bên Móng Cái nữa. Không không còn ai luôn. Không ai... không không biết ai. Ở đấy. Không không biết năm ai. Mà đấy mà còn vâng. Ai ở đấy. Năm 600 năm rồi nhỉ? Năm hơn 500 năm thì phải. Thế anh ngày xưa là anh chắc là anh cũng là nói chuyện giao tiếp nhiều thì biết rồi đúng không? Hay là anh học ở trong trường không? Tiếng. Ông cha thì nói chuyện toàn là tiếng Việt thôi. À toàn là tiếng Việt hết. Vâng. Toàn là tiếng Việt hết. Biết nói chữ không biết đâu. À chỉ biết nói rồi anh. Ừ, à. Nói là. Vâng. Biết chữ biết. Không biết viết, không biết xem. Vâng. Nó là nó học chữ đó là trước cho nó học chữ nôm na cơ. Chữ nôm ấy, chữ ngày chữ xưa ấy. Ấy, mà à. Chữ ngày xưa. Ngày xưa đấy. Vâng. Việt Nam bây giờ trong bàn thờ cũng là toàn chữ nôm. Đấy. Đúng rồi, toàn chữ nôm. Những cái chữ này cháu cũng không biết đọc đâu. Biết cháu không chịu. Bây giờ đình chùa Việt Nam nhưng mà chữ vậy đấy. Vâng. Ở đây mà lấy vợ các thứ thì có phải tốn nhiều tiền đúng không? Tiền lẻ người ta uống rượu uống chè thì cũng có 300. 300. 300 300 tệ á, 300. 300 tiền Trung à, Quốc. À vâng. 300 tiền Trung Quốc. Hay là 300 một bữa ăn đấy. Vâng. Thì có khi thân thiết thì nó lại cho nhiều. Vâng. À. Thì nó cho 1-2 ngàn thì. Vâng. Các bạn thấy bên này cưới vợ khó không? Không ạ. Cưới vợ thì cho cái nhà gái thì cũng có thí bất chợt người Việt Nam phải có 5 tỷ. Ui. 5-6 tỷ đấy. 10 tỷ. 10 tỷ đấy. 10 tỷ, 5 tỷ.
10 tỷ ạ. 10 tỷ mới. Nhiều hơn 10 tỷ. Vâng. Không phải là ông này 5 tỷ. Ít thì cũng phải 5 tỷ ạ. Ở bên này anh chú ông. Ui. Chẳng đây thì thôi tới đừng nguồn thôi. Ui. Đừng nguồn phải nhiều thôi. À. Chứ tiền đây thì cũng là 2 3 tỷ vậy thôi. Vâng. 2 3 tỷ nó còn cho nó còn cho TV à. Nó cho nó mà có xe ôm nó cho xe xe ôm à. Vâng. Thế này bị nhà gái nó cho về cơ. Vâng. Ui. Nó không lấy hết phải đâu. Không mà nó đánh vàng cơ. Dạ dạ. Nhà gái nó đánh vàng mà cho ba tỷ nó lại đánh vàng vì mất tỷ mấy ai tỷ thôi. À vâng. Đánh vàng đánh nhẫn. Đánh vàng đánh nhẫn. Vâng. Ở đây ngoài làm biển ấy mọi người còn cháu hình như là ở bên Sơn Tâm ra mọi người làm nước mắm các thứ gì ông nhỉ? Nước mắm đúng. Thì Tâm nó không còn có làm. Chỉ có làng đấy là người ta làm thôi đúng không? Nó làm đó rồi nó làm cái dậu ấy, nó gọi là dậu đấy. Dậu. Làm dậu đấy là nó hứng cá đấy thì nó à. Mới làm thôi. Vâng. Nó cắm dưới biển đấy nó là hứng cá đấy nó là mới làm thôi. Vâng. Rồi đây bây giờ ít người đánh. Dạ. Đánh cá nhiều lắm rồi. À. Thế mà Trung Quốc có 56 dân tộc hả ông? Trung Quốc 56. Này 56, còn Kinh này cũng là một cái dân tộc của Trung Quốc luôn đúng không? Người ta cũng công nhận. Kinh này Trung Quốc nhất ít người. Ít người đấy. Ít người nhất Trung Quốc ạ. Vâng. À. Ít người nhất Trung Quốc, nhưng mà hình như là kinh tế các thứ có vẻ tốt tốt nhất trong các dân tộc bên Trung Quốc đúng không? Kinh tế tốt chứ. Vâng. Kinh tế có vẻ tốt hơn những cái dân tộc khác. Nhà nước nó châu cố. À. Nó còn đặc biệt châu cố cơ. Châu cố thì dạ. Ngoài cái việc là người ta trợ cấp hàng tháng còn những cái chính sách khác gì không? Đây là bên dưới về cái từ trẻ mà đẻ ra thì đầy tháng mà đầu tháng này nó cũng có lương rồi. À. Nhà nước cũng có 200 đồng Trung Quốc. Mà 200 đồng Trung Quốc là đẻ ra ấy. Đẻ ra. Mà 200 đồng là mỗi tháng của nó. Mỗi tháng. Tháng tháng cũng có cả. Mà cứ để là có tiền. Ừ, có tiền. Trước thì tại vì ở bên này hình như người ta cấm đẻ đến con thứ hai ấy, đúng không? Không cấm đâu. À bây giờ lại không cấm rồi. Không cấm. Vâng. Trước kia đẻ được một con thôi. Vâng. Bây giờ 2-3 đứa con cũng được. Bây giờ đẻ 2-3 đứa cũng được. Bao nhiêu cũng được, nhưng mà nuôi được thì được. À không cấm nữa. Không cấm. Vâng. Cấm nhưng mà mày đẻ thì nhà nước cũng có cho lương. Dạ. Xây nhà đất ở bên này đắt không anh? Đắt rồi. Dạ. Thì tiền công đắt thôi. Tiền công đắt. Tiền nhà xây đắt cái nhà thờ được xây đắt. Tiền thợ còn đắt hơn. Đất ở đây không biết cái khu vực này thì tính bao nhiêu tiền một mét vuông không? Khoảng bao nhiêu? Trước kia đây nó không ấy đâu. Dạ. Trước kia thì nó chia một nhà có một cái nhà ngôi nhà cơ. À, người ta chính phủ chia. Chính phủ chia cơ. Vâng. Nhà một cô nhà. Dạ. Mà nhà hai giai, mà hai ba con giai đấy thì nó chỉ người già thì không lấy được, không cần rồi. Vâng. Mà giai, một người giai có một cái nhà. Vâng. Một cái ngôi nhà. Dạ. À, 80 mét vuông. 80 mét vuông. Là người ta, ngày xưa là người ta chia. Mỗi lần chia, bây giờ chia. Bây giờ cũng chia. Bây giờ cũng chia. Ui, bây giờ cũng chia luôn. Là có người nó phải có nhà ở nó mới được. À. Nhưng mà đấy là chia đất đúng không? Còn nhà là mình khác, mình thuê mình xây đúng không? Mình tìm được tiền mình làm thôi. Vâng. Nhà nước. Thế mà cái nhà này cái nhà mà sắp xô rồi đấy, nhà nước nó cho cơ. Vâng. Nhà nước nó cho tiền làm cơ. Vâng. Nó cho làm lại, nó cho có 4 tỷ lấy cho mày. 4 tỷ rưỡi tiền Việt Nam không? Tiền Trung Quốc. À tiền Trung Quốc. Đấy là mình ba ngày mà tiền Trung Quốc là 4,5 vạn, nó cho mày 4,5 vạn. À cho 4,5 vạn. 4,5 vạn cho mày. Vâng. Mình làm. Để làm nhà. Để làm nhà. Mà. Cái nhà mà nó có đã nguy hiểm rồi, làm lâu rồi. Vâng. Nó phải nhà nước nó cho. Vâng. Cho tiền. Dạ. Uống đấy, chè. Vâng, để cháu lấy cho ông. Ông không uống nước chè này. Ông uống chè này, ông uống chè đỏ ở nhà. Ông năm nay là ông được bao nhiêu tuổi rồi ông? 83 rồi. Ui, 83 tuổi rồi. Cháu tưởng ông, chỉ khoảng 70 mấy tuổi thôi. Cháu tưởng ông khoảng 75, 76 tuổi thôi. Không, 84, sắp 84 đến rồi. Sắp 84. Qua Tết 84 rồi. Qua Tết là 84. Ở cái làng Vạn Mỹ mình thì chắc là không còn làm thêm ngành nghề gì khác đâu nhỉ? Không có làng nghề gì đâu.
làm nghề nó là làm biển thôi, nó chỉ không làm gì đâu. Đúng không? Chỉ có làm biển nó thôi. Có thể làm buôn bán. À, buôn bán mới làm biển là chính nhá. Ờ, vâng. Làm du lịch đó không nhỉ? Vâng, làm du lịch thôi. Làm du lịch thì nó một năm nó cũng kiếm được một chục, bảy, tám vạn về. À, tiền Trung Quốc vậy. À, cũng được khoảng 10 vạn, 7, 8 đến 10 vạn. Ờ, 10 vạn. Đấy là cũng nhiều tiền đấy. 10 vạn là nhà nhiều thì đấy. Nó làm nhà, nó làm nhà, có nhà nó làm, có tiền nó làm nhà cao lên, nó làm nhà chiêu khách. Chiêu khách là đón khách ấy. Đón khách đấy, đón khách cho ở đấy. Dạ, dạ. Lại đi chơi. Ở vài ngày nó lại về. Lại về. Vâng. Làm khách sạn ấy, làm khách nhà nghỉ rồi, ấy. Ông ở ông có mấy người con không? Hai thằng con. Là anh đúng không? Không, đây là cháu. Cháu. Không, đây là cháu, đây là một cháu. Đây là gì? À, cái nhà này đấy. Nhà đấy là con của thằng em em út. Đây là thằng em thứ tư này. Con thằng này này. Đây. Mọi người đều nói tiếng Việt rõ hết không? Ở đây có một cái nhà văn hóa dân tộc hay sao không nhỉ? Nhà văn hóa dân tộc Kinh ấy. Ở ngoài kia. Ở ngoài kia đúng không? Ở ngoài kia. À. Ở trên đường về không? Đấy, đấy, đấy thôi. Ở Đà Đìn đấy, ở bên Tây Đìn đấy. À, ở bên này luôn. Đúng trước tôi đi ở bộ đội thì gặp ông, trước là còn ông Chu Văn Tấn cơ. À. Ông Bình Giang. Vâng. Ở quân khu miền Bắc đấy. Vâng. Thì tôi đi về quân khu chơi. Nhưng mà cháu tưởng ông là lúc đẻ các thứ là đã ở đây rồi chứ, đã sống ở đây rồi. Để sống lại rồi. Nhưng mà lại về Việt Nam đi bộ đội ạ? Không, ở Trung Quốc đi bộ đội coi. Trước rồi thì chống Mỹ lúc đấy. Lúc 65. Đúng rồi. 65 chống Mỹ đó. Dạ. Hồi năm 65. 65. Vâng. 65, 69 tôi về Trung Quốc rồi. Về năm 69 là về Trung Quốc rồi. Còn bà thì chắc là cũng là người Việt Nam. Bà toàn là người Kinh thôi. À, cũng toàn là người Kinh ở đấy. Đây cháu tham quan xung quanh xem những cái mọi người ở đây còn nói được nhiều tiếng Việt không. Đi xem quanh xem cái văn hóa ở đây như nào. Đấy, ở đây mọi người cũng vui vẻ, vui vẻ. Dễ gần cũng giống như chúng tôi như 60 tuổi thì nó không làm công gì rồi. Nó toàn là ăn cơm thì nó đi chơi thôi. Dạ. Rồng, đi diễu, rồng thôi. Đi chơi thôi. Thôi có khi cháu xin phép thôi. Đúng rồi, vâng. Ông giữ sức khỏe ông nhé. Vâng. Bây giờ cháu qua, cháu có chơi. Chào cháu nhé. Vâng.